Chào mọi người, mình là Trung. Mà bây giờ mình đang quay cần câu để cho mọi người bán cho mọi người. Mọi người coi lựa chọn cần câu cho mọi người. Đấy. Video này thì mọi người biết rồi, đang phát ở kênh cần câu Nhật Bản cho mọi người. Mọi người nếu ai đã đăng ký rồi thì mình cảm ơn, còn ai chưa đăng ký thì mọi người cố gắng đăng ký kênh nhé để được xem video sớm nhất, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo video lên hàng ngày nha mọi người. Đấy. Đây. Đó. Mình sẽ cầm luôn cái máy quay đưa qua cho mọi người coi một lượt. Đấy. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng câu một nha mọi người. Cố gắng coi kỹ và nghe kỹ nhé. Đầu tiên. Cần này cần số 1. Đây mọi người. Đây cần này. Cái cần này mọi người ơi. Đây. Thì đây này, khuyên này. Khuyên còn ok ok nha mọi người. Vành sắt này. Phía trong này như là sứ hay là sao? Trong là sứ. Đây. Đây, khuyên. Đấy, mình cố gắng coi thật kỹ. Quay thật kỹ cho mọi người coi. Đấy, này. Nha. À, cái cần này á, hiện tại mình đang thấy một cái lỗi, đó là chỗ này có một cái đốt để thụt vào nha mọi người. Đốt để thụt vào, nhưng mà hiện tại nó đang bị cứng. Nó đang bị cứng, mình không có thụt vào được nha. Nên nó bị dư một đoạn này, chứ đáng ra chỗ này nó trên đỉnh nó phải thụt xuống dưới này, trên đọt trên nó phải thụt xuống dưới này. Đấy. Khuyên đầy đủ nha mọi người, khuyên đầy đủ. Rồi. Khuyên đầy đủ và ok luôn, không có nứt. Bể. Đấy, cần này. Đấy. Đấy. À, cái cần này cái đích vặn vào nó bị mắc rồi nha mọi người, cái đích vặn vào nó bị mắc rồi, mình dán keo này. Dán keo đây, mọi người về lấy miếng xu chế dán keo lại là được rồi. Đấy nhá, còn mình dán bằng keo đỡ, còn mọi người lấy miếng xu chụp lên đây và dán lại là được rồi nhá. Đấy. Rồi, mình cũng đã thử đo cái cần này rồi thì mình thấy nó như thế này. Cái cần này á dài 1m8, dài 1m8 và do mình thu vào mà mình cái chỗ này nè. Cái chỗ này nó bị lỗi nè. Lỗi nè, mình thu vào không được, mình không có rút vào được. Nên mình đo luôn cái đoạn không thu vào đó đó. Đó là thành ra thu vào ngắn nhất của nó hiện tại đang là 65 cm nha mọi người, 65 cm. Và cái đọt này, đọt đỉnh này thì mình đo đường kính của nó, đường kính của cái đọt này là nó là 1,6 ly nha mọi người, 1,6 ly. Đấy. 1,6 ly. Rồi. Cái cần này cần số 1. Cần số 1. Cần này mình bán 180.000. Số 1 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 2. Đây. Cần số 2. Đọt này bằng sắt, bằng kim loại gì đây, nó hơi rỉ rỉ rồi. Đấy. Mình quay sát cho mọi người nhìn luôn. Đấy. Tốt nhất là mọi người nhìn đây. Còn nếu như mình thấy nứt bể thì mình sẽ báo mọi người nứt bể nhé. Đây. Mấy cái khoang này thì mọi người về có đồ đánh rỉ thì đánh rỉ ra thôi nhé mọi người. Đấy. Đấy. Ok. Cái cần này nguyên vẹn, chỉ có là mấy cái khoang này nó hơi bị rỉ một tí thôi. Đấy, mọi người về đánh sơ đi cho nó bóng lên lại. Nó trơn tục là được rồi. Đấy. Nha mọi người. Rồi. Thế kích thước mình đo là cái cần này dài 1m65 nha mọi người. 1m65 thu vào ngắn nhất á là 41 cm. Đấy. Còn cái đọt đỉnh này thì là nó kích thước đường kính của cái đọt đỉnh này là nó 2,1 ly nha mọi người, 2,1 ly. Đấy. Đây, nó như thế này thôi. Đây. Cần này cần số 2. Cần này mình bán 120.000. Số 2 120.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo. Đây, cái cần này nè, cũng bị mắc cái nắp vặn phía sau rồi, mọi người về lấy miếng xu dán lên nhé.
Đây. Rồi. Khuyên còn ok luôn. Khuyên còn đầy đủ nha mọi người. Khuyên, bộ khuyên này còn đầy đủ. Chỉ có là cái vành sắt bên ngoài nó hơi bị hoang dỉ một tí thôi. Đấy, mọi người coi này, khuyên này. Đấy. Nha. Đấy. Khuyên này, khuyên này nó bị tụt, cái này về dán lại xíu thôi nhé. Đây, đây. Đấy nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái cần này thì chiều dài vươn ra của nó là 1m8, thu vào ngắn nhất của là 46cm. Đấy. Còn cái đầu đỉnh này, đầu đỉnh này nó là 1,8 ly đường kính nha mọi người, 1,8 ly. Đấy. Cần này cần số 3. 120.000. Đấy. Số 3, 120.000 nha mọi người. Tiếp theo, bán luôn cần ngắn này đi. Này. Mình tháo này ra. Bảo vệ đào đây, này. Cần này còn mình thấy khá là đẹp đây. Này. Khuyên còn nguyên nha mọi người. Này, khuyên này. Đấy. 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 Cái cần này á là nó dài 1m5, thu vào ngắn nhất của nó là 42cm nha mọi người. Cái đọt đỉnh của nó đường kính là 1.9 ly. Đấy. 1.9 ly nha mọi người. Này. Cái này là số số 4. Số 4 này bán 120.000. Số 4 120.000 nha mọi người. Đấy, để mình bỏ cái này vào. Tiếp theo, cái cần số 5. Đây, đây mọi người. Đấy. Này, cho mọi người có cái bộ khuyên của nó. Đấy. 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 Thấy không ạ? Rồi. Thu vào. Này đầy đủ khuyên nha mọi người. Đấy. Cái cần này thì chiều dài của nó là 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 59cm. Đấy. Chiều dài cái đường kính của cái đọt đây này là 1,7 ly nha mọi người, 1,7 ly. Đấy. Cái cần này cần số 5. Rồi. Chỉnh cái chỗ. Cần này số 5 nha mọi người. Số 5 này 250.000. Số 5 250.000 nha mọi người. Tiếp theo. Tiếp theo, đây là cái cần 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn, 3 đoạn. Đây, 3 đoạn. Thì giờ mình cho mọi người coi sát luôn nhé. Chứ mình cũng không ghép vào làm gì. Đấy, 3 đoạn. Tất nhiên là nó ghép vào được bình thường rồi. Nhưng mà mình thôi mình để đây cho mọi người coi luôn. Đây, khuyên này. Khuyên của nó. Đấy, khuyên này. Đấy. Đấy. Đấy nha mọi người. Đây. Nó cái này nó chỉ bị khiếm khuyết là nó thiếu mất một cái khuyên chỗ này. Thiếu mất một cái khuyên ở ở cái đoạn giữa nha mọi người, thiếu một khuyên ở đoạn giữa. Đấy. Thì cái đoạn này thì thực ra nó cũng không cần thiết cho lắm, mà có thể là mọi người về tự cột một cái khuyên chế, khuyên thép vào đây nhé.
Đấy, quả hình của nó như thế. Bắt đây. Đó. Đấy. Rồi mình đọc thông số của nó luôn. Cái cần này dài 2,4 m. Cần này dài 2,4 m nha mọi người. Dài 2,4 m. Nó thu vào ngắn nhất là 84 phân. Còn cái đầu đỉnh này khá là to này. Đầu đỉnh này tới 2,3 ly nha mọi người, 2,3 ly. Đấy, 2,3 ly rất là cứng cáp nha. Đây này cây số 6. Số 6. Cái này 350.000. 350.000 nha mọi người. Số 6 350.000. Tiếp theo. Cây số 7. Đây, cây số 7 cái này. Đấy, mọi người coi này. To này. Đấy. Cây số 7 là cây cần đơn nha mọi người, cần đơn này. Đơn này khá là dài nha mọi người. Đấy, rồi, để mình thu vào nhé. Ok, cần đơn này nhìn rất là mới nha mọi người. Cần đơn này á, thì giờ mình không biết nó là cái hãng gì, nhưng mình thấy chữ Nhật không đây nè. Nó 6 khúc 5,4 nha mọi người. Đây, nó 5,4, nó 6 khúc. Thu vào của nó, chiều thu vào của nó là nó còn 1,02 m nha mọi người. Còn cái đột đỉnh trên của hắn có đường kính là 1,8 ly. Đấy. Cái này theo mình, theo cái chữ này hình như mình nhớ là nó là Daiwa hay là Olympic gì đó. Cái cần số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái cần này số 7 nha mọi người. Số 7. Cái này bán 500. 500. Số 7 500 nha mọi người. Tiếp theo. Đây. Cái cần số 8. Số 8 là cái cần hai đoạn này. Đấy, mọi người sát cho mọi người coi. Này, chân nó này. Đấy. Cần này dài 1,65 m nhé. Máy in Taiwan. Đấy. Khuyên này đầy đủ nha mọi người. Có khuyên, các đọc đầy đủ nha mọi người. Đấy. Cái này đầy đủ. Đấy. Chỉ có mọi người coi ngoài hình thôi. Cũng còn khá là được. Đấy, sơn rất là ít tróc nhé. Cây này dài 1,65 m, thu vào của nó là còn là 87 cm. Đấy, cái đột đỉnh này rất là to, nó tới 2,6 ly là đột đỉnh này này, to 2,6 ly. Đấy, rất là cứng cáp cái cần nha mọi người, cứng cáp lắm. Đấy, cây này cây số 8. Số 8 này, cây này bán 220.000 nha mọi người. Số 8, 220.000. Tiếp theo, cây số 9 này. Đây, cây số 9. Đấy, mình sẽ quay từ từ cho mọi người nhìn nhé. Đấy. Cần này cần Olympic nha mọi người. Cây số 9 cần Olympic. Đấy. Rồi, nó có cái chụp luôn. Đây. Cái khoan, cái khuyên của nó. Đây. Đầu cầu này. Cái hai cái khoan này thì nứt nha mọi người.
còn đủ bộ phận nhưng mà nó bị nứt chỗ nhựa này. Đấy, khoang đào này thì không nứt, khoang này nứt này. Khoang tiếp theo này thì bị mắc cái vành sứ phía trong này, bị nứt ra nữa này, nứt bể ra nữa này. Đó, khoang tiếp theo này cũng bị mắc cái vành sứ trắng phía trong này. Đầu cái khuyên này cũng bị nứt nữa này. Đó. Đấy. Nói chung nếu mọi người chỉnh sửa, thì chỉnh sửa ba cái khuyên thôi. Đấy. Rồi. Cái cần này Olympic. Đây, Olympic made in Korea. Đấy. Có ghi là mình có đặt. Đó. Cái cần này dài 3m3 cho mọi người, dài 3m3, thu vào ngắn nhất là 1m2. Thu vào ngắn nhất 1m2. Cái độc đỉnh của nó rất là to. Độc đỉnh của nó tới 2,7 ly rồi. Đấy, 2,7 ly nha mọi người. Cần này cần số 9. Số 9. Cần này bán 400. Số 9 400 nha mọi người. Tiếp theo. Đây. Đây có cái cần đơn này đây. Đấy. Cần đơn không gắn máy nha. Đây. Đọt của nó này, cần đơn nhưng mà cái đọt này khá là to nha mọi người. Đấy. Đấy. Cái cần này dài 4m4 nha mọi người, dài 4m4, thu vào ngắn nhất là 1m02. Đấy. Và độc đỉnh của nó có đường kính là 1,7 ly. Cái cần này cần số 10. 10. Cái cần này mình bán 300 nha mọi người. 300. Số 10 300 nha mọi người. Tiếp theo đây, đây là cái cần Olympic nha mọi người. Đây cho mọi người coi đây. Ba đoạn, cần này ba đoạn nha mọi người, ba đoạn Olympic này. Này khuyên này, nếu có thiếu khuyên hay gãy khuyên là mình sẽ nói nha mọi người. Đấy. Đấy. Khuyên này gặp lại được đấy. Ô, mình nói nhầm, cái cần này cần đai qua nha mọi người, mình nói nhầm là Olympic, cần đai qua, sorry mọi người nhé. Đây, cần đai qua. Cần này thì dài 3m6. Đây, cái cần này bị một nhược điểm đó là nó bị mắc mất cái khuyên trên đọt rồi, mắc mất khuyên trên đọt. Cần này cái đọt rất là to nha mọi người, cứng cáp lắm, rất là cứng nhá, to rất là cứng đấy. Đấy, đấy. Đấy. Rồi. Rồi mình đọc luôn. Cái cần đai qua 3 đoạn. 3 đoạn dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m26 nha mọi người. 1m26. Cái đọt đỉnh của nó có đường kính là 3,8 ly lận. Độc đỉnh có đường kính 3,8 ly lận nha mọi người. Cái số 11. 11. Cái này 11, cái này mình bán 750.000. 11, 750.000 nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái cần đai qua số 11 này cũng kết thúc những cái cần trong video này của mình rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.